Cái này cái nu của công nha các bạn. Cái này cái dàn phơm là đầy rồi, nhưng mà kiểu làm kiểu vô phơm liền nha, chứ không có nuôi giật cốt nha các bạn. Tại cái này cái sèo nhỏ nên nuôi phơm liền, với lại cái phơm cây nhỏ nên vô phơm liền, mình chơi liền, mốt thời gian thì cành nó già lên, bự lên, nó bự cũng bự theo thời gian á, chậm chút thôi. Còn sẹo thì khoảng năm nữa chắc liền. Cái này cái hoành xác có khoảng 30 thôi. Cái này bán gửi luôn cái chậu nha các bạn. Cái này đẹp lắm. Chậu này chậu men mới chứ không phải chậu cổ. Chậu này mấy trăm ngàn, hai ba trăm ngàn trở lại. Chiều cao của cái cây 1 2 khoảng 43, khoảng 47 thôi. Không tới 50, 47 nha các bạn. Nuôi bồ công này nuôi mặt khỉ nha mấy bạn. Lá này. Cái này gửi luôn cái chậu nha bạn. Cái này trước bán giá cũng cao mà giờ gần Tết rồi. Bán gửi luôn cái chậu nha các bạn. Cái này vô chậu thường chậu rồi. Đế nó nở, nếu mà đo cái đế thì bự hơn 30. Khúc trên khoảng 30 thôi. Nói chung cây này thì mốt không có sẹo rồi. Chắc chắn không có sẹo. Nuôi công nha các bạn.